Tại sao con em quý vị bị cận thị, viễn thị và loạn thị lại tăng độ thường xuyên mỗi năm? Hãy tìm câu trả lời trên trang mạng bacsimac.com hoặc tham khảo hoàn toàn miễn phí với bác sĩ nhãn khoa James Trương về phương pháp kiểm soát và ngưng tăng độ, còn gọi là OrthoCare. Bác sĩ James Trương và bác sĩ Linh Võ là hai bác sĩ nhãn khoa gốc Việt duy nhất hiện nay có bằng cấp hậu đại học fellowship về OrthoCare trên toàn nước Mỹ. Với kỹ thuật tối tân nhất, bác sĩ James Trương tự thiết kế trong OrthoCare bằng điện toán, giúp con em quý vị nhanh chóng kiểm soát được sự tăng độ một cách hữu hiệu và khỏi phải đeo kính trong thời gian ngắn nhất. Đặc biệt mùa hè 2014 chỉ có $799 cho độ cận thị dưới 3 độ. Chi tiết xin liên lạc 714-418-9607. Cảm ơn bác sĩ James Trương. Như vậy thì thưa bác sĩ, là Mộng Lan được biết cái phương pháp OrthoCare không những chỉ cho các em nhỏ mà người lớn mà muốn làm OrthoCare cũng được. Như vậy thì đối với người lớn, khi nào thì nên làm OrthoCare, khi nào thì nên làm LASIK ạ? Vâng, thưa chị, thì cái người lớn mình gọi là cái tuổi mà để cho cái độ mình nó thay đổi á, là khoảng từ 40 trở đi. Thì thường 40 trở đi á, là cái trong con mắt của mình á, là nó có cái giờ mình gọi là cái accommodation, tức là mình gọi là một cái điều tiết. Thì điều tiết tức là cái con mắt của mình á, cái nó có cái sợi cơ ở trong cái con mắt của mình á, để nó kéo căng với lại nó kéo căng với lại nó trùng xuống cho cái phần mà cái thủy tinh thể của mình á, có lúc thì nó mập lên, có lúc thì nó gầy đi, để cho nó là một cái sự điều tiết để cho mình thấy rõ. Thì cái đó chi tiết hơn, quý vị coi những cái hình ở trên website, trang nhà chúng tôi cũng có những chi tiết hơn. Thì khi mà cái accommodation, tức là cái sự điều tiết đó, nó bắt đầu nó yếu dần đi với cái tuổi chúng ta từ 40 trở đi. Khi yếu dần đi đến 65 tuổi trở đi thì lúc đó cái sự điều tiết nó không còn nữa. Tức là từ 40 cho đến 65 tuổi là cái tuổi mà cái điều tiết của mình nó càng lúc càng yếu đi. Thành ra chính thì quý vị cũng hỏi, nhiều quý vị hỏi tại sao là càng lúc càng lớn tuổi là tôi cứ phải kéo xa ra như vậy tôi mới đọc được. Đó. Chứ còn nếu mà tôi cứ để gần vậy tôi thấy nó mờ lắm. Thì cái đúng vậy là cái sự điều tiết quý vị thay đổi, quý vị cứ phải kéo xa. Chính vì thế từ 40 tuổi trở đi, quý vị cần có hai độ khác nhau, một độ nhìn xa và một độ nhìn gần. Và chúng ta còn gọi cái kính nó gọi là bifocal, tức là hai chồng. Hai chồng, có nhiều người thấy cái đường lành xấu quá thì thôi làm một cái progressive là ba chồng. Thì trong cái AutoCare nó cũng vậy chị. Quý vị, thưa chị là cũng vậy. AutoCare của người lớn tuổi nó khác AutoCare của con nít, là mình làm phải làm hai chồng. Tức là một chồng nhìn xa, chồng nhìn gần. Tuy nhiên cái cấu tạo của AutoCare của nít, của người lớn nó phức tạp hơn và giá thành của nó cũng mắc tiền hơn, nó cũng khó design hơn, khó thiết kế hơn. Đó. Thì khi mà hai chồng mình cũng phải bảo đảm được cho quý vị là có thể nhìn xa và nhìn gần. Ở đây văn phòng chúng tôi thì chúng tôi có cái hai, có vài cái testimonial của những người lớn tuổi, một người là kỹ sư về công chánh và một người cũng là những kỹ sư về không gian. Đó, những kỹ sư là rất giỏi và họ cũng làm AutoCare và bây giờ họ cũng rất là happy là họ không phải đeo kính. Họ không phải đeo kính nhìn xa nhìn gần và nhìn computer. Thì thực tế là người lớn chúng ta phải kiên nhẫn quý vị. Tại cái giác mạc người lớn nó cứng hơn con nít nhiều lắm. Nó cứng hơn nhiều, cái thời gian xuống con nít là tính bằng ngày, người lớn tính bằng tuần. Khi quý vị làm, quý vị phải kiên nhẫn. Thì ở đây văn phòng chúng tôi có tham khảo thì miễn phí, nhưng chúng tôi có một cái sự phối hợp. Ở đây mới làm AutoCare người lớn cũng khá nhiều, nhưng mà có sự phối hợp. Nếu không có sự phối hợp thì tôi nói thật với quý vị, thà là mình đừng làm. Nếu mà mình làm mà mình không có sự phối hợp thì nó hơi khó. Có nhiều quý vị ở đây, rất nhiều quý vị sau khi làm rất là happy, tại vì một cái sự phối hợp rất là chặt chẽ. Đó. Cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn bác sĩ James Trương thật nhiều. Mộng Lan cũng xin thưa như Trọng Nghĩa và Mộng Lan vẫn thưa với quý khán thính giả, thì tại Eye Care Optometry của bác sĩ James Trương đó, là ở đây cùng với lại một số những cái máy móc kỹ thuật điện toán tối tân làm ở trên software hiện đại nhất, thì bác sĩ James Trương với lại các nhân viên bác sĩ sẽ thiết kế ra những cái bộ AuthoCare contact lens, sẽ là kính áp tròng cứng bằng plastic vừa khít với lại cái độ cong hình thù của giác mạc, tức là lòng đen của từng bệnh nhân theo từng độ cận thị hay là loạn thị một cách chính xác bằng máy kỹ thuật cao. Quý vị có thể gọi điện thoại để làm hẹn, nhờ mà cái customize mà AutoCare này đó, mà các bệnh nhân của bác sĩ bị cận thị sẽ không cần phải đeo kính nữa trong cái thời gian ngắn nhất, có thể là chỉ trong vài ngày. Và trong những cái lần vừa qua, quý vị cũng đã nghe các em nói là các em chỉ một đêm đeo AutoCare, sáng ra các em đã nhìn thấy 20/20 rồi. Và những cái trường hợp mà độ loạn cao, xin quý vị liên lạc ngay với lại Eye Care Optometry bác sĩ James Trương, và số điện thoại để quý vị làm hẹn là 714 418 9607.
0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1906 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0607 7144 1896 0
175 Warner Avenue và thành phố là Fountain Valley. Kính chúc quý vị có được cái báu vật trời cho, lúc nào cũng sáng tỏ bởi sự giúp đỡ của bác sĩ James Trương, là một trong những vị bác sĩ nhãn khoa ưu tú và là bác sĩ Việt Nam thứ nhì có cái fellowship, cái bằng fellowship ở tại Hoa Kỳ này. Xin cảm ơn quý vị và một lần nữa số điện thoại là 714-418-9607. Đứng cùng với Trọng Nghĩa Mông Lan là hai bé, một bé rất là đẹp gái và một bé rất là đẹp trai. Mông Lan có thể giới thiệu tên của hai cháu cho quý khán giả. Cảm ơn Trọng Nghĩa, đúng như vậy. Đây là công chúa Cindy, còn đây là hoàng tử Brian. Thưa quý vị, Cindy con 9 tuổi phải không? No, 11 tuổi. Con 11 tuổi, con cận thị bao nhiêu độ? 5 độ. 5 độ, rồi nói tiếng Việt Nam dễ thương quá. Rồi trước khi mà con được bác sĩ James Trương giúp cho con cái phương pháp AutoCare đó thì con có đeo mắt kính không? Dạ. Con đeo mắt kính lâu không? Like 4 years. 4 years. And what are the restrictions when you have to wear glasses? Restrictions? Mm-hmm. What can you not do when you have to wear glasses? Well, if you take out your glasses, you can't really see clearly. Con cận thị, thành ra khi mà con phải đeo mắt kính, mà khi mà không đeo mắt kính con không thấy đường. Thành ra khi chỉ khi đi ngủ mới cởi mắt kính ra. Dạ. Ok, rồi sau khi mà con đeo AutoCare đó, cái đêm đầu tiên mà con đeo AutoCare có khó không? No, not really. Okay. Rồi sau khi mà con đeo AutoCare xong, next morning, do you still have to wear glasses? Well, kind of, yeah. Because okay. A little blurry. Uh-huh, a little blurry. And how long before you can see 20/20 without the glasses? Like two to three days, probably. Oh, I see. Thưa với quý khán giả, Cindy nói rằng đó là trước khi mà em được bác sĩ James Trương giúp cho cái phương pháp AutoCare, thì Cindy phải đeo mắt kính. Và Cindy đeo mắt kính thì Cindy rất là khó chịu, tại vì khi mà cởi mắt kính ra thì không thấy gì hết. Và em nói là cái đêm đầu tiên mà mang AutoCare, ngày hôm sau thì em vẫn thấy đường nhưng mà nó vẫn còn hơi mờ mờ, nhưng mà vào khoảng 2-3 ngày sau thì thấy thật là rõ. Rồi, how about Brian, con bao nhiêu tuổi? 8 years old. Bây giờ chú Trọng Nghĩa sẽ thông dịch cho cô nha. Brian cần bao nhiêu độ? 2 độ. 2 độ. Rồi bây giờ Brian cho quý khán giả biết là trước khi mà con làm AutoCare có đeo mắt kính không? Did you have to wear glasses before AutoCare treatment? Yeah. Okay, how long did you have to wear glasses? Like a year. Okay. And do you play any sports? Yeah. Okay. And does it restrict you when you wear glasses? Does it restrict you from studying? And does it get in the way of your playing sport? No. Thưa quý vị, và em có cho biết là em bị cận thị khoảng 1 năm trước khi mà em đến với phương pháp AutoCare do bác sĩ James Trương giúp em điều trị. Và em cũng cho biết là em cũng có chơi sport nữa. Và you like it, right, to wear AutoCare? Yeah. You only wear it at night, right? Yeah. Is it easy to put it on? Sometimes. Okay. Well, and what are the times that you cannot put it on, or does it cause you any difficulty to put it on? It's like when I like get the plunger and I pull the contact lenses too hard. Oh, so I see. So do you learn how to do it very softly now, instead of doing it really hard and it hurts you? Yes. Okay. And were you trained well to put AutoCare lenses in your eyes? Yes. Okay. Và thưa quý vị, em cũng cho biết là em cũng có đôi khi, em cũng có sometimes, tức là một vài lúc em cũng có gặp khó khăn khi mà đặt cái tròng mắt AutoCare cho em. Nếu mà em nó vội. Dạ, nếu mà em nó vội, có lẽ em cũng là, nhưng bây giờ có lẽ là, bây giờ là con quen rồi phải không? Thành ra con không có bị problem rồi phải không con? Yes. Rồi bây giờ hai đứa tụi con nói thank you bác sĩ James Trương nha, là đã cho con cái eyesight mà không cần phải đeo mắt kính ha. Ok, để, bây giờ con đứng qua bên đây. Rồi, okay, both of you say thank you, Dr. James Trương. Thank you, Dr. James Trương. For giving us the 2020 vision. Và thưa với quý khán giả, đó là hai em, hai bệnh nhân rất là sung sướng để mà được tháo dỡ cặp mắt kính một lần nữa. Thì bác sĩ James Trương, văn phòng tọa lạc ngay trên đường Warner, góc với đường Euclid trong khu chợ Stater Brothers. Và số điện thoại là 714-418-9607. 714-418-9607. Tất cả những tham khảo đều là miễn phí mà quý vị gọi. Vâng, và quý vị có thể tìm hiểu tất cả những chi tiết về AutoCare với www.bacsimac.com.
Kính chào quý khán thính giả và thưa với quý khán thính giả, hiện nay thì Mộng Lan đang được ngồi cạnh bác sĩ James Trương, là một vị bác sĩ nhãn khoa rất là giỏi và bác sĩ là một trong những bác sĩ mà có cái bằng fellowship. Mộng Lan xin phép để được hỏi bác sĩ, như Mộng Lan có hứa với quý khán thính giả là cái bằng fellowship là một trong những cái bằng cao nhất của cái ngành nhãn khoa, có phải không bác sĩ? Vâng, thì thưa chị là trong ngành nhãn khoa thì họ chia làm nhiều lĩnh vực lắm. Thứ nhất là khi mà tốt nghiệp bác sĩ nhãn khoa đó, mình gọi là optometrist. Thì optometrist đó là bác sĩ lúc mà mình mới làm là mình chỉ là cái level basic. Sau một thời gian đó, thì lúc đó, là mình sẽ thi một cái fellowship của cái optometrist, tức là mọi người gọi là fellowship, mình nó start bằng chữ F, tức là giống như nó gắn liền với lại một cái tên ngắn gọn khác nữa thì gọi là junior fellowship. Thì khi để lấy được cái bằng fellowship thì đương nhiên mình phải trải qua 4 cái test. Tất cả các fellowship nào của ngành y khoa, ngành y tế thì nó khác, nhưng mà ngành nhãn khoa thì mình phải trải qua 4 cái test. Trong 4 cái test, thứ nhất là về cái written test, tức là cái bài viết, tức là họ sẽ cho mình những cái câu hỏi, rất nhiều câu hỏi để mình trả lời, vài trăm câu vậy đó. Còn cái thứ hai nữa là cái oral test, tức là những cái người, một cái hội đồng, họ ngồi vài bác sĩ vậy đó. Họ sẽ những bác sĩ kinh nghiệm mà lâu năm, và họ sẽ vấn đáp, tức là hỏi mình những cái câu hỏi. Thì đương nhiên họ sẽ không bao giờ hỏi những cái câu dễ dàng. Đó. Thì mình cũng phải pass qua trường hợp đó. Và trường hợp kế tiếp nữa là họ sẽ chiếu những cái slideshow về những cái bệnh lý để cho mình nhận ra được cái slideshow đó. Và họ sẽ hỏi mình cái cách để điều trị trong những trường hợp đó như thế nào đó. Và cái đó, cái test cuối cùng á, là cái test present cái case. Thì quý vị thấy giống như là chúng ta có một bệnh nhân á, thì chúng ta sẽ có cái trường hợp bệnh nhân đó, chúng ta phải đúc kết cái tất cả vô một cái thành cái bệnh án. Rồi chúng ta có cái thời gian là khám bệnh, rồi trong một thời gian tái khám, rồi cộng lại hết tất cả vào những trường hợp, cái trường hợp khó khăn như thế nào. Chúng ta tóm gọn lại cho chúng ta trình bày. Thì họ yêu cầu mình, đương nhiên khi mà trong thi fellowship thì họ yêu cầu mình trình bày là những cái kê thật là khó, những kê mà khó nhất mà từ xưa đến nay mình gặp. Chứ không, họ không có muốn mình trình bày những cái kê, những cái trường hợp thông thường.